trái cây lốp Manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Đêm nay là đêm tứ kết thứ ba, chúng ta sẽ tìm một đội thắng để bước vào bán kết. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ tạo cho quý vị nhiều tiếng cười hơn nữa, bởi vì những con người xuất hiện buổi tối hôm nay vô cùng dễ thương và hài hước. Kính thưa quý vị, bây giờ Hà sẽ xin giới thiệu đội A, đó là anh Long Hồn, Lâm Vĩ Dạ và Đặt Long Vinh. Xin mời. Hai ba, chào. Thì thưa quý vị, đây là diễn viên Lâm Vĩ Dạ, ca sĩ Lâm Hồn và ca sĩ Đặt Long Vinh. Ngày hôm nay với một cái concept áo dài rất là xinh xắn. Thì xin hỏi là mình có hẹn trước với nhau đúng không? Dạ không, đó là một sự trùng hợp thôi anh ạ. Wow, dạ, tụi em là gọi là cái gì à? Thần giao cách cảm đó. Cho nên là vô tình thôi. Vâng, một sự trùng hợp vô cùng sắp đặt ha. Rất vô tình, rất vô tình. Dạ. Bên đội mình có ai nói chuyện nữa không? Có ai muốn nói gì không ạ? Mình không nói chỉ để cho anh, đội anh nói Dạ mời anh. Anh ơi, anh nói sao cho nó vui nha, chứ đội sắp tới là nó vui dữ lắm. Vui lắm không? Dạ. Lâm Hùng, Lâm Vĩ Dạ và Đặt Long Vinh xin gửi lời chào đến tất cả quý thân thương đang xem chương trình Nhanh Như Chớp. Lời chào trân trọng. Thì nghe nói là Lâm Vĩ Dạ vừa mới ra một cái MV nhạc xuân. Thì anh Hùng có ra bài mới, Đặt Long Vinh có bài mới. Đây là đội yêu âm nhạc. Dạ. Thì hôm nay Bịnh hát được không? Dạ chắc là không ạ. Có nhường cho hai người trong đội mình ha. Để ca sĩ hát. Anh thấy thời gian cũng không có nhiều thôi, để cho Đặt Long Vinh hát đi. Dạ. Rồi. Trước khi hát thì cho phép em chào anh Giang và chị Harry và tất cả mọi người. Sau khi em vừa phát hành MV Si Mê thì cũng được khá là nhiều sự đón nhận của tất cả mọi người. Và tiếp theo đó thì em phát hành một ca khúc nói về mùa xuân nhưng mà nó khá là buồn. Nói về những cái người con xa xứ mà không được về gia đình để đoàn tụ với gia đình trong những ngày Tết. Bài hát được mang tên là Chiều 30 Tết. Rồi. Chiều 30 Tết cho con nợ thêm năm nữa mẹ. Nợ vì phương xa không như lời con đã hứa về nhà. Nợ mẹ bữa cơm đoàn viên, nợ mẹ tâm dấu ngoan hiền. Nợ đời con biết nên con suốt đời lang bạt chuẩn chuyên. Đường sao xa quá, tay con làm sao sưởi ấm tay cha. Vạn phần bôn ba, cho con gửi thêm áo ấm làm quà. Thêm một bữa cơm cà dưa, cho chuyên suốt đêm giao thừa. Vậy mà con hứa nhưng con trắng về chiều 30 Tết. Hay. Hay á, bài này hay á. Nhưng đều hơi buồn ha. Có vẻ cục ý nó đang tụt xuống. Dạ chắc chắn rồi. Bài này rất là hay, rất là cảm động ha. Nhưng mà đều là nó hơi buồn tí. Dạ. Nhưng mà không sao, thì cuộc sống mà đâu phải lúc nào cũng vui được. Nó phải có những lúc nó thăng và nó trầm. Sở dĩ mà Đặt Long Vinh chọn bài buồn như vậy là để chào đón đội tiếp theo á. À, thì ra họ chính là Chiều 30 Tết. Yeah. À, chúng tôi xin mời đội Chiều 30 Tết. Rồi, né ra cho mấy em nó vô nè. Đúng rồi, đứng ngay sân khấu luôn. Rồi. Nhạc buồn, không được nhạc lớn, không được nhạc mạnh mẽ. Chiều 30 Tết cho con nợ thêm năm nữa mẹ. Nợ vì phương xa không như lời con đã hứa về nhà. Nợ mẹ bữa cơm đoàn viên, nợ mẹ tâm dấu ngoan hiền. Nợ đời con biết nên con suốt đời lang bạt chuẩn chuyên. Wow, anh ơi,
thấy với đội này á, cái câu đúng nhất là nợ mẹ tấm dâu quan hiền. Hồi nãy đó ai ghẹo gì bạn? Không có nói gì ní đâu, tôi chỉ nói vậy thôi. Vợ tôi phát hồi nãy kéo là kéo gì mọi người? Cái vali chịu đó, cái kéo cục nợ đời. Không, đó là kéo cục nợ đời. Trời ơi, đây là vợ Tấn Phát, Nicole và Hữu Đăng. Dạ. Yeah. Ủa thế là ai cũng Jin, thống nhất bằng Jin. Mình là thiếu một thành viên nữa, Jin Tuấn Kiệt. Là đủ bộ Jin luôn. Đủ bộ Jin luôn. Vậy là đó, đầu tiên cho phép em Võ Tấn Phát được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chào anh Giang, chào chị Harry và chào anh chị đội bạn ạ. À. Dạ. Yeah. Chào mọi người. Dạ, yeah. Mình là Neko, mình xin chào tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình. Xin chào chị Harry, xin chào anh Trường Giang. Dạ, xin chào anh chị, chào các bạn khán giả. Dạ, em là Hữu Đăng, xin chào quý khán giả. Xin chào anh Giang, xin chào chị Harry, xin chào anh chị. Xin chào tất cả mọi người ạ. Trăng ơi, tóc anh đẹp lắm. Dạ, tóc thiệt á. Ủa, đâu ai hỏi gì đâu. Ai hỏi là tóc giả, em trả lời tóc thiệt. Đâu có ai nghi ngờ tóc em đâu mà. Ông trời cũng cho mỗi người cái này thì em lấy cái khác. Ông cho em sự duyên dáng thì em ít tóc lại. Đó, rồi nhiều người tóc nhiều mà ông lấy mất sự duyên dáng. Nên nó bắt cười. Vậy là anh tiến luật siêu duyên dáng à. Vậy là anh tiến luật siêu duyên dáng à. Đúng rồi, duyên dáng lắm, đúng rồi. Thường là vậy, đó. Anh luật em xin lỗi. Thì nói chung là bạn tôi cũng không có trách móc gì ai. Tiến luật là một người sống bao dung, quan hỷ, từ bi. Bây giờ mời hai đội, đội nào chọn vị trí A thì vào vị trí A, vị trí B thì vào vị trí B, tự chọn luôn, ngày hôm nay tự chọn. Dạ, chị ra trước là A đi anh hả? À, dạ. Xin mời. Xin mời. Rồi, anh chị lớn đã ép mình vậy thì thôi, mình về. Đúng đi rồi. Chứ mình đâu còn sự lựa chọn. Thì luật chơi thì chúng ta cũng đã biết rồi, vẫn là như vậy thôi, có gì khác đâu. Thì cũng trả lời xong lên liên tiếp 10 câu thì có giá trị tiền thưởng 20 triệu đồng cho một cá nhân duy nhất trong một đêm thôi. Còn giá trị tiền thưởng khác thì vẫn như cũ. Thì đêm hôm nay là tứ kết thứ ba thì chúng ta sẽ tìm một đội chiến thắng. Và bán kết và chung kết năm nay đặc biệt rất là nhiều tiền. Bây giờ hãy chọn cặp đôi đầu tiên đi ạ. À, đấu với nhau. Dạ, em chơi đầu tiên. Thì Lâm bây giờ hôm nay là bị bệnh. Dạ. Hồi nãy anh qua thì anh thấy giác hơi á. Dạ. À, thì đang sụt 2 kg. Wow. Anh khuyên nên bệnh thêm 2 ngày nữa để thành 6 kg. Em bệnh mà thấy chị có vẻ thích thú không? Wow. Tại vì xuống 2 kg nó thì vậy là chị cũng muốn bệnh cho xuống thiệt á. Trời ơi. Bây giờ bên kia là Lâm Vĩ Dạ, bên đây là Võ Tấn Phát. Sao anh chỉ luôn em luôn rồi? Anh hỏi bên đây là chứ anh đâu có nói gì em đâu. Võ Tấn Phát xin mời. Ủa? Ủa? Em phải làm rạng danh đội nhà. Thì chúng tôi cũng xin flash. Cái gì anh? Flash. Thì đây là một người kiến thức sâu rộng. Đây là một cô gái là diễn viên, nghệ sĩ nhưng mà cũng am hiểu nhiều thứ. Đó, thì flash hai bạn này cũng cân tài cân sức. Không, giờ dòng trước em được có 2 câu mà. 2 câu là do em khiêm tốn thôi. Thì ai lên ghế trước ạ? Trời, thôi đầu xuân mà Tấn Phát lên luôn. Lên luôn, lên. Xin mời. Thì thưa quý vị, Võ Tấn Phát là một trong những nghệ sĩ đang lên ha, rất nhiều người yêu thích. Gần đây là rất là hài hước, mắc cười nhiều hơn hồi xưa. Dạ. Thiệt quá. Hồi xưa thì anh đã từng là cái người có tham dự một cái đêm mà gọi là debut của Phát với một sản phẩm ở trên nền tảng xã hội. Thì anh thấy không có vui. Thiệt. Nhưng mà lúc đó tại vì chưa thân, thế nên là cũng không có tâm sự và cũng không có trò chuyện, với lại cũng không có chia sẻ kinh nghiệm được. Thì sau này anh em thân với nhau nhiều thì chia sẻ kinh nghiệm nhiều, với điều duy nhất mà khán giả thương mình đó là mình diễn chân thành. Dạ. Yeah. Mắc cười cũng được, không mắc cười cũng được, chỉ cần mình diễn chân thành là khán giả thương, đúng không? Mà khán giả mà không thương thì chỉ có đi ngủ thôi. Thì một câu vậy luôn á, thì khán giả thương rồi thì mình có thể là thiếu sót tí mà khán giả cũng bỏ qua hết. Dạ. Yeah. Đó, nhiều khi cái vai của mình nó cũng hay vừa thôi, hoặc là cái tác phẩm của mình cũng được thôi, nhưng mà khán giả thương thì cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc vậy. Yeah, thôi. Cảm ơn mọi người. Đó. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn. Dạ, gần đây là có nhiều sản phẩm riêng, một sản phẩm chung với các anh chị, trong đó có Nico ha, thì dạ, rất là nổi bật ha. Dạ. Thì hôm nay những câu hỏi này chúng tôi đã khảo sát các
bé trong gia đình của ekip thì các cháu là tầm từ 3 tới 8 tuổi thôi, và các cháu trả lời được hết. Không sao. Nếu em không trả lời đầy đủ là em thua nít luôn á. Không, nhưng mà em tự tin, tại vì là cái số trước tới cái thời điểm hiện tại là em đã ở nhà em sùi mài kinh dữ. Sùi mài kinh dữ. Sùi mài kinh dữ. Vùi mài kinh sử. Vùi mài kinh sử dữ lắm, cho nên là em cố gắng tự tin. Em hy vọng là ngày hôm nay em sẽ lên đỉnh luôn. Lên đỉnh vinh quang luôn. Lên đỉnh vinh quang. Rồi, những câu hỏi ngày hôm nay là những câu hỏi vô cùng đơn giản, rất dễ dàng luôn. Và bây giờ là 2 phút dành cho Võ Tấn Phát. Nhanh như chớp. Sau đây là một câu đố chữ thân thương quen thuộc dễ chịu, dễ trả lời. Mỹ. Mỹ. Làm nghề điêu khắc gọi là gì? Mỹ làm nghề điêu khắc mỹ thuật là không có, từ từ Mỹ đang liệt kê hai, đang liệt kê hai. Em chưa chốt. Mỹ làm nghề điêu khắc mỹ nghệ lên. Lên. Mỹ dùng chiêu thức gì khiến phái nam siêu lòng? Mỹ nhân kế. Lên. Trời ơi, Mỹ thích đến những nơi làm đẹp thì gọi là mỹ thẩm. Thẩm mỹ. Chưa, đó là từ từ. Mỹ làm đẹp là mỹ mỹ viện. Lên. Mỹ viện lên. Thẩm mỹ là phải ở mỹ viện. Sau đây là một câu đố chữ ha, nó liên quan tới từ Hán Việt ha. Dạ. Con gì được gọi vừa là thầy vừa là con? Thầy vừa là thầy vừa là con hả? Đúng rồi, phân tích đi, Hán Việt. Thầy đó là tôn sư. Đó. Sư tử. Lên. Lên, tôn sư trọng đạo. Câu này là donut con sư tử liền. Làm sao Lâm Vy Dạ có thể theo kịp? Dạ. Quá trời quá đất. Cua Cà Mau có hai càng và mấy chân? Cua Cà Mau thì nó cũng giống như cua chỗ khác thôi. Hả? Cua hai càng, con cua tám cẳng hai càng. Lên. Lên, tám chân. Ôi trời, năm câu giỏi. Ngon lành, ngon lành. Có ăn hải sản không? Có. Em ăn hơi dị ứng nhưng mà em rất ok. Hải sản nhập hay hải sản Việt Nam? Hải sản Việt Nam mình là số 1, đỉnh. Nhưng mà đã từng ăn hải sản nhập chưa? Ăn rồi. Ăn con cua hoàng đế chưa? King Crab ok rồi. Wow. Dạ. Hai càng và mấy chân? Trời, nó cũng giống như cua Cà Mau thôi. Suy nghĩ kì. Đáp án là? Là 8 hả? Không có, từ từ, nó không có càng nha. Em nhớ là nó có chân không à. Thì mấy chân? 8 chân. 8 chân là... Không, chính xác. Chưa gì nữa, em trả lời 8 chân. Rất là... Trời ơi. 6 chân. 6 chân. Con cua nước ngoài mà nó nghèo nàn chân quá. Đây là một câu đố chữ. Trong cuộc họp thân mật 4 con vật cuối năm, 2 con sáo và bò đến sớm, vậy hai con vật nào đến trễ? Hai con sáo và bò. Sáo, đố chữ sáo mình... bò bó xào. Hả? Xó bào. Con sáo với con bò, hai con sáo. Gần bắt đầu phân tích theo hướng đó, đúng rồi đó. Hai con sáo là hai là nhị, nhị sáo như hồi nãy á. Hai sáo bò à. Rồi con sáo với con bò là con bó với con xào, con báo với con sò. Con báo với con sò. Lên. Lên. Con công hỏi con hạc có đi sở thú chơi không? Con hạc trả lời có. Hỏi hai con vật này hẹn gặp nhau ở đâu khi đến nơi? Con hạc trả lời có. Công hỏi là con công nó hỏi con hạc, công nó hỏi liền, công hỏi cổng thì chắc hai đứa nó hẹn ngoài cổng đi. Lên. Lên. Trời ơi. Quá dữ dội. Hai đứa nó hẹn ăn kem trước cổng. À. Con vật nào hay bị lạc đường vì chạy quá trớn? Con Google Map. Con con lạc đường vì chạy quá trớn, con lạc đà. Lên. Rồi. Làm nghề gì không bao giờ thấy già? Là không bao giờ già là con thôi. Hết giờ rồi. Dịnh vô, dịnh vô, dịnh vô, dịnh vô. Nghệ sĩ không bao giờ già. Rất tiếc ha, hồi nãy mà mình không trả lời sai cái con cua hoàng đế sáu chân là mình khả năng rất là cao. Là 3 câu nữa là nãy là được 7-8 rồi. Không nhưng sao mà đâu. Rất tiếc là mình gãy ngay chỗ đó. Thì Võ Tấn Phát mang về được 5 lần liên tiếp chính xác. Không sao đâu Phát, câu kiến thức đời sống mà. Vậy là kỷ lục của Võ Tấn Phát rồi. Không có tiền ăn con đó.
chúng ta chờ đợi sự trở lại của Lâm Vĩ Dạ. Cho hỏi 64 được mấy câu? Là em được 5 câu. 5 câu, ngon dạ. Rồi chị nhắm hơn em không, qua em không? Sao mặt không có vui nữa vậy dạ? Tại ví dụ 3 câu thì em còn có cơ hội gỡ chị, còn 5 câu liên tục thì hơi căng. Nó dễ. Dễ không? Đáng lẽ là phát cũng gần số 10 đó mà tại dạ. Vì không, không, số 5 với số 10 cách nhau tới 5 số. Tại vì bị ngay chỗ đó, mặc dù rất dễ nhưng mà phát bị lơ là chểnh mảng công việc học. Lơ là chểnh mảng không, việc học. Không, em cái này nó thiệt, cái bộ đề nó dễ lắm. Dễ nản á chị, dễ nản á chị. Chúc chị may mắn. Lên em về nhé. Với em là dễ nản nhưng mà chị là dễ đúng á em. Trời ơi. Ủa anh Hùng là anh dắt em vô từ đó tới đó thôi đó hả? Còn khúc này em tự đi. Cái lúc này em mới cần anh dắt nè anh Hùng. Chúng ta để chưa hứa mình đạt dắt. Chán ghê. Hả? Tự nhiên nhắc đến mình đạt em nói chán ghê. Ý là em chán anh Hùng ghê á. Chứ anh đạt em đâu có chán trường gì. Ô mà Lâm Vĩ Dạ ơi, sao chị cảm thấy là em á, em rất là kiểu gì mà em nói chuyện á, không biết sao chị cảm thấy càng ngày càng mặn, càng ngày càng duyên dáng. Càng ngày càng mặn là cái gì? Mặn à, mặn mà chị. Trời ơi, chị nói kiểu mặn mà em nói càng ngày càng mặn. Chị đang nói em mặn. Computer. Em làm như nào vậy? Em chỉ cho chị đi. Dạ, đó là mình cứ chơi thân với anh Lâm Hùng. Em biết sao chơi thân với Lâm Hùng mà càng ngày càng thấy dạ mặn không? Sao vậy anh? Tại bên đây nó lạc. Bên đây lạc cho nên tự nhiên thấy ở đây mặn. Đúng rồi. À... dạ, bữa nay nét đẹp của em như cái ghế vậy đó. Là sao anh? Miếng bàn. Miếng bàn. Miếng bàn. Thôi, tiếp tục cho chương trình. Nét đẹp em như cái ghế đó. Ai muốn ngồi. Nói chung là hay ha. Hay quá trời. Hay. Kính thưa quý vị, bây giờ Lâm Vĩ Dạ đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu, đố chữ. Mỹ làm nghề điêu khắc gọi là gì? Mỹ. Đúng rồi. Làm nghề điêu khắc. Đúng rồi. Mỹ. Mỹ mãn. Mỹ làm nghề điêu khắc. À, điêu khắc là phải khỏ, phải gõ, phải điêu cái này, điêu cái kia. Mỹ nghệ, chính xác. Yeah. Rồi, tiếp tục nha. Mỹ dùng chiêu thức gì khiến phái nam siêu lòng? Mỹ nhân kế à? Chính xác. Chẳng có gì phải suy nghĩ, tại vì em hay sử dụng cái kế đó lắm. Ôi. Rồi, tiếp tục. Mỹ thích đến những nơi làm đẹp gọi là gì? Mỹ thích đến những nơi làm việc à, làm đẹp, thẩm mỹ viện. Chính xác. Đây là đố chữ. Đố chữ. Con gì được gọi là vừa là thầy vừa là con? Thầy là sư, con là tử. Con sư tử. Trời ơi. Ủa, nói đơn giản vậy sao? Thầy là sư, con là tử, là con sư tử. Quá đơn giản. Nè, câu này đơn giản nè. Trời, câu này em rớt đó. Cua Cà Mau có hai càng và mấy chân? Tám chân. Chính xác. Trước câu này mấy bạn cũng hô tên em lớn lắm. Dạ. Rồi, số 5 rồi. Em có hay ăn cua hoàng đế không? Dạ, rất hay ăn à. Rồi. Cua hoàng đế có hai càng và mấy chân? Em thua câu này hả? Sau câu này là em phải gì? Chị sẽ kết nối em với bên đó nha. Dạ. Nghe chị trả lời nè. Ừ. Dạ, 6 à. Chính xác. Phải người có tiền có khác. Người có tiền có của. Ủa mà sao biết hay vậy ta? Thiệt chứ. Ủa? Gì mà chị? Chị ơi, với dạ. Một người làm mẹ như em, người phụ nữ của nội trợ, khi mà em quyết định em mua con cua hoàng đế, em phải tính là nó lợi chỗ nào. Và em phải phân tích là cái giá con cua này bao nhiêu tiền, mình sẽ ăn được những gì. Em phải đếm và chia đầu người trong gia đình nữa. Vậy thường trong gia đình là cái con cua đó là chị ăn phần nào? Thường là chị ăn cái phần gạch đó. Là ngon nhất gạch, hả? Gạch. Còn càng là đồ anh Đạt rồi các con chị ăn. Chị thích cái ngon nhất của con cua. Không, mấy cái đó gia đình chị không ăn, sợ gút.
Còn chị thì chị thấy very good. Chị sống vậy là chị good rồi. Good, chị good. Tiếp tục đố chữ. Trong cuộc họp thân mật, bốn con vật cuối năm, hai con sáo và bò đến sớm, vậy hai con vật nào đến trễ? Trong cuộc họp cuối năm có bốn con vật, sáo và bò, sò và báo. Sò và báo, chính xác. Rồi, báo thủ Bình Lợi. Tiếp tục nha. Rồi, con công hỏi con hạc có đi sở thú chơi không? Con hạc trả lời có. Hỏi hai con vật này hẹn gặp nhau ở đâu khi đến nơi? Công hạc. Con công hỏi con hạc có đi sở thú chơi không? Rồi, hẹn nhau rồi, được rồi. Rồi, biết rồi. Con công hỏi cậu. Hay quá dạ ơi. Rồi, tiếp tục nha. Đố chữ. Con vật nào hay bị lạc đường vì chạy quá trớn? Hay bị lạc đường. Dạ. Dễ mà. Lạc đường. Vì chạy quá trớn. Chạy quá trớn à. Chạy quá trớn. Là con vi cách chu. Quá trớn luôn. Lạc. À, quá trớn là quá đà đồ đó, là con lạc đà. Yeah. Ai còn một câu nữa. Gọi lên. Ra vị dạ. Ra vị dạ. Lâm vị dạ. Lâm vị dạ. Lâm vị dạ. Chị ơi. Chị ơi, lúc chị cười có tính giờ không? Có chị. Bây giờ nè, coi để anh đọc cho. Lâu lắm rồi cũng chưa có một nhân vật nào lên câu 10 lấy được 20 triệu của chương trình. Lâu lắm rồi cho nên chương trình cũng rất là tha thiết là có một người mang về giải thưởng đó. Dạ. Để có niềm vui của chương trình thì hy vọng cái câu này nó cũng không quá khó, nó cũng đơn giản thôi. Thì hy vọng Lâm Vy Dạ sẽ lấy được 20 triệu đồng. Rồi, đố chữ nè. Làm nghề gì không bao giờ thấy già? Nghề gì? Có đố chữ hả? Nghề làm gì? Làm nghề gì? Lì có, nghề vàng. Có cái nghề đó, cái nghề đó đọc cái tên lên là thấy không có già. Tôi trẻ. Cái gì trẻ? Trẻ, nghề trẻ. Trông trẻ. Em... là giữ trẻ đó. Nuôi giữ trẻ được không? Không được, em giữ trẻ đi. Phải là trông trẻ. Không phải là trông trẻ thì thấy già. Già. Ờ, thấy già, thấy trong là trông. Thôi như vậy là cũng giỏi rồi. Giỏi rồi. Các bạn liên tiếp là dữ dội rồi. Dạ. Chúc mừng, chúc mừng. Đầu năm số 9 là may mắn nha. Kính thưa quý vị, như vậy là Lâm Vy Dạ đã đúng đáp án liên tiếp 9 câu. Quá tuyệt vời ạ. À. Quá xuất sắc. Dạ. Con cua bằng đế có mấy chân? Thôi, nói chung là sau cái câu hỏi này thì ngoài bổ sung kiến thức em còn cần bổ sung canxi nữa. Dạ. Sức trái cây lúc Manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Lượt đầu tiên đội mình thắng 1-0. Bây giờ là lượt thứ hai. Hai thành viên sẽ là hai anh em mình đi. Hai anh em mình. Ừ, ca sĩ với lại Lâm Hùng. Chung. Anh tính ra mình đỏ tóc à. Ủa. Thắng thua không quan trọng, quan trọng mình phải thắng. Quan trọng là nhiều tóc. Quan trọng là bộ tóc. Ai sẽ lên trước ạ? À? Anh làm em buồn hoài à, anh lên luôn đi. Anh lên luôn đi, nãy em lên, rồi nãy em lên sao, anh lên trước. Bây giờ lên trước ha. Thôi quánh tù xì đi. Quánh tù xì thì cho nó đọc. Một, hai. Thắng, quyết định. Mình trước hả? Mình chọn trước hay sao? Thắng này sao chứ? Rồi thôi anh lên trước. Đây, ủa? Ủa, vậy mình tù xì chi? Bên đội anh có một người rất là thông minh rồi, Đạt Long Minh còn thông minh hơn nữa cho nên anh thì vô tư. Yeah. Không ai mượn luôn, không ai mượn. Đừng có lường trước cho cái sự ấy ấy của mình. Mà Giang ơi, hôm nay có câu hỏi nào khó khó không? Chứ mấy lần trước câu hỏi dễ quá. Vậy hả? Ừ, anh trả lời không được. Thật là mắc cười. Gần cười. Chúng ta dành 2 phút để ca sĩ Lâm Hùng nhanh như chớp. Ôi, cái này mà cũng đố nữa ta. Miền Nam gọi là tầng ô, miền Bắc gọi rau là gì? Ôi trời ơi. Cái này là phải đi chợ nấu cơm. Cái này có một biết. Có một lần em đi ăn lẩu và em cứ em cãi nhau với bạn nhân viên. Hay, đúng rồi. Đã dính từ khóa. Quá dễ dính luôn. Rồi. Không biết là không biết à. Miền Nam gọi là tầng ô. Rau tầng ô, anh đã từng ăn hủ tiếu Nam Vang chưa? Ăn rồi. Có một loại rau gọi là rau. Rau. Rau gì? Vậy là chỉ ăn hủ tiếu Nam Vang, anh mới ăn hủ tiếu gõ thôi. Ăn hủ tiếu Nam Vang rồi mà chỉ kêu là tầng ô thôi. Thì nó có rau gì?
Rau giá hẹ. Giá hẹ. Rồi gì nữa? Rau cần. Con heo, miền Nam gọi là con heo, miền Bắc gọi là con gì? Lợn. Đó. Thôi trả lời đại rau má hay rau gì đi. Rau cần tàu. Rau cần tàu. Rồi, không chính xác. Xuống đi. Tao đâu có xuống được, tại đâu có lên đâu xuống. Em biết ạ. Nó là rau cải cúc. Trời ơi. Em vô quán á, em nói em ơi cho chị rau tần ô. Không, chị ở đây không có tần ô, chỉ có cải cúc thôi, chị ăn không? Chị đúng rồi, tần ô là cải cúc. Không, đúng rồi, con cải... chị cải là chị cúc. Cải cúc là cải cúc, tần ô là tần ô. Mà không đưa cho em dĩa rau là không đưa nha anh. Sao hỏi mấy câu nãy đi Giang. Mấy câu nãy hỏi cái gì? Mấy câu nãy hỏi rồi, anh biết đáp bán rồi, hỏi chi nữa. Miền Bắc gọi là súp lơ, miền Nam gọi là gì? Vũ trụ ẩm thực. Anh ơi, mấy câu sau cũng nội dung này luôn hay sao? Anh để ý là lần nào dù Giang hỏi anh là cũng câu hỏi khó, làm như là mình dễ. Đó là dễ mà. Hồi nãy anh yêu cầu khó đó anh Hùng. Miền Bắc gọi là súp lơ, miền Nam gọi là súp cua. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Không, chính xác. Bông cải hả, ai biết ha. Bông cải xanh, bông cải trắng, nó nhiều loại bông cải. Đây là câu đối chữ. Biển gì biết làm phép tính trừ? Cái này không cần đi chợ cũng biết nha. Rồi. Cái này có đi học là được, không cần đi chợ. Không có đi ra đường là được. Đi ra đường là biết. Ê, đội bạn. Nhưng mà cái vấn đề là phải hiểu được. Đúng, 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 đúng. Hiểu biển, biển gì biết làm phép tính trừ hả? À, đó, phải biết phép tính trừ. Biển biển báo, biển, biển báo là đúng rồi, mà biển báo gì? Chị dễ nhắc mà chị dễ nhắc sai nữa. Không phải, tại vì thấy ảnh gần đúng rồi, hiểu không? Biển báo đời. Thôi, thôi chị nhắc sai. Đại đi. Biển báo... báo gì mà có dấu trừ? Trong toán học, cộng là cái gì? À, biển, trừ là cái gì? Biển biển báo ngược chiều. Rồi, không chính xác. Ủa gì kì vậy? Phép tính trừ đó là biển hiệu. Trừ là hiệu. Tổng hiệu rồi đó anh. Ủa, cái biển trừ là... Cái biển trừ là cấm xe chạy vô mà. Chơi chữ, chơi chữ. Chơi chữ, chơi chữ. Này là con chữ nó chơi anh rồi. Câu tiếp theo. Nhanh đi, nhanh nãy giờ chưa được câu nào hết. Biển gì có nước mà không được bơi? Có hay đi tắm biển không? Có. Đó. Biển báo. Biển báo gì? Sao báo cái gì mà người ta không cho bơi? Biển báo Hồi nãy giờ chưa lên được một câu luôn. Mình là dân Kiên Giang đó Hùng. Báo Hùng ơi, anh là thủy thủ đó Hùng ơi. Nhanh. Anh thủy thủ ơi, anh thủy thủ. Biển báo biển thủ gì mà bây giờ người ta nói biển gì mà bị gì mà ta không cho bơi. Biển báo bão. Rồi, không chính xác. Biển báo cấm bơi lội. Mấy câu rồi? Bốn câu rồi, chưa ấy câu nào. Tức quá. Câu này là dễ nè, câu này ăn biết. Kể tên ba loại xe mà trong tên có động từ. Xe có động từ. Xe xe bò. Một. Rồi. Xe xe gì phải dễ quá mà. Đúng rồi. Xe kéo. Rồi, xe gì nữa? Xe lôi. Rồi, okay. Gì nữa? Xe bỏ kéo, chỉ kéo là Lâm dạy nhắc rồi. Xe, trời ơi, khó quá vậy ơi. Không, phải đúng, phải công bằng chứ. Xe bò, bằng. Xe lôi, xe lăn. Xe lăn lên. Đúng rồi. Đây là câu đối chữ rất dễ. Chung một dòng nước gọi là gì? Chung một dòng nước. Quá dễ luôn á. Anh là dân lái tàu, dân biển là phải biết. Mà nãy giờ hỏi mấy câu về sông. Bây giờ này hỏi câu chân tình nè. Hồi xưa là mình chỉ chèo xuồng cho vui chứ phải lấy tàu đúng không? Lấy tàu. Sao người ta đồn thủy thủ rồi gì cũng không dễ trơn. Chung một dòng nước. Hả? Nước là gì? Là cội nguồn. Không chính xác. Oh, no. Chung một dòng nước thì gọi là gì? Nước là thủy. Đây là câu đố tên phim. Mùa gì có rất nhiều trâu. Đây là một bộ phim của một đạo diễn rất giỏi và đoạt giải quốc tế. Và đây là một trong những bộ phim mà nên coi trong cuộc đời của nghệ sĩ, nên coi bộ phim này hay lắm. Mùa nước nổi, mùa... Mùa gì có rất nhiều trâu. Mùa Len Châu. Lên. Có coi là biết à. Theo hướng từ Nam ra Bắc, sau khi qua tỉnh Nghệ An sẽ đến tỉnh nào? Từ Nam ra Bắc. Nghệ tỉnh. Hết giờ. Bây giờ làm gì còn tỉnh Nghệ tỉnh nữa. Nếu chúng ta đi từ Nam ra Bắc thì khi qua tỉnh Nghệ An sẽ đến tỉnh Thanh Hóa. Thì ca sĩ Lâm Hùng cũng đến lần này là cũng nhiều lần rồi. Thì hôm nay là những câu hỏi cũng dễ. Thì cũng nhúc nhích ít quá. Nhích lên cái đứng luôn. Một đáp án mà thôi. Một đáp án, không có sự liên tiếp. Chắc gì bên kia trả lời được Giang. Không, chắc chắn trả lời được. Phải không? Chúng ta gặp gỡ lại Hữu Đăng, xin mời.
là giỡn chơi. Giỡn chơi à. Em vừa lên hai đi qua anh đọc cái gì kìa, hai đi qua. Dạ. Em cứ ngồi khi nào còn 2 giây chắc hết là 2 câu. 2 câu. Thiệt hả? Đúng vậy, em cứ ngồi chơi đi. Anh đọc nãy giờ anh em cứ lên anh được 8 câu. Anh được 8 câu. Không, anh được đọc 8 câu. Còn ảnh được lên 1 lần. Em biết sao không, anh Hùng anh ca sĩ anh chắc nhịp lắm. Anh cứ nhịp 1 lên xuống lên xuống. 1 nhịp 1 à. Tính anh 1 là 1. Ủa gì vậy? Là sao vô mà nguội? 2 là hello. Không dám đứng gần anh Hùng luôn á. Từ diễn hài chị không dám đứng gần anh Hùng luôn á. Sợ nó lay lẹ lắm. Trời ơi, em ca sĩ đi hát phải cần duyên dáng cho mình dám đứng gần. Bây giờ em chịu chặn cho chứ biết sao vậy anh? Khi biết là anh Long Hùng đúng một đáp án thì cảm xúc em sao? Dạ em cũng lo cho em. Sao vậy? Phải đề khó lắm anh mới không trả lời được. Đúng chứ. Rồi. Có đúng đâu em ơi. Dễ hơn. Là khó với đời ảnh thôi. Đúng rồi. Khó cho chương trình thôi. Khó lắm mới gặp được người chơi như vậy đó. Vậy không biết dựng sao. Khó dựng. Giờ sẵn sàng chưa nào? Dạ em sẵn sàng ạ. Ok, kính thưa quý vị, Hữu Đàn đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Loại rau mà miền Nam gọi tần ô, miền Bắc gọi là gì? Tần ô. Biết nè, này biết nè, biết, này biết nè. Phải biết. Tần ô, rau mùi. Rau mùi. Không chính xác. Cái này đáp án là cải cúc. Ờ đó, nãy em nhớ gì cải cúc. Loại rau mà miền Bắc gọi là súp lơ, miền Nam gọi là gì? Là súp lơ. Súp lơ là cái cải mà xùi xùi một cục như nè. Đúng rồi. Thôi nói đại đi. Cải Không có nhát nha, nhát là hủy cái đáp án á. Súp lơ. Miền Nam gọi là súp gì? Súp cua. Hồi nãy anh Hùng anh trả lời vậy đó. Trời ơi, Lâm Hùng hay rồi. Mình đánh giá cao đồng đội. Không chính xác. Đáp bác là bông cải. Rồi, giờ hết bác rồi, hết bác Nam dạ. Rồi. Ok. Bốn chữ. Biển gì biết làm tính trừ? Biển gì biết làm tính trừ? Biển hiệu. Bố mẹo nha. Biển gì có nước mà không được bơi? Biển có nước mà không được bơi. Không được bơi. Đúng rồi. Biển có nước. Cái chỗ đó là nguy hiểm lắm. Thì không. Tiên phẩm hả? À, biển báo. Biển báo. Báo cái gì? Nghe nguy hiểm lắm. Là không được bơi. Biển báo độ sâu á, cái độ sâu á. Không chính xác. Đáp án là biển cấm bơi lội. Cái này thì em trả lời được rồi. Kể tên 3 loại xe trong tên có động từ. 3 loại xe trong tên có động từ. Xe bò. Xe bò. Bò đi chạy nhảy. Xe ngựa, xe thồ. Động từ. Xe lu. Xe bò. Bình thường là lanh lẹ dữ lắm. Ở lượt này mà quề với anh Lâm Hùng chắc tụi tôi. Ráng gỡ đi đàn hồ, xe gì. Trả lời đại qua câu khác. Xe bò, xe đứng. Rồi, không chính xác. Trời ơi, xe đứng, xe gì? Không chính xác, đáp án là xe đẩy, xe kéo, lăng, xe bò, kéo. Xe lăn, xe cẩu. Hồi nãy mình trả lời câu này á. Không biết là em có làm được cái này không? Đố chữ. Chung một dòng nước gọi là gì? Chung một dòng nước. Cái này dễ lắm. Là gì? Cái này dễ mà đừng có nhắc các con. Chung thủy. Chính xác. Hay. À, thấy chưa? Thấy rồi. Ráng câu nữa đàn ơi, một câu nữa thôi. Đố tên phim nha. Mùa gì có rất nhiều trâu? Trời ơi. Mùa gì có rất nhiều trâu? Rất nhiều trâu. Tên phim. Một diễn viên chuẩn bị trả lời. Đây là một bộ phim mà hồi xưa anh học trường sẽ có điện ảnh là anh được coi để phân tích phim. Cái môn học phân tích phim anh bắt buộc phải coi phim đó. Mùa gì? Mùa hè. Hết chưa? Trời ơi. Ô gì đâu quê. Gì đâu quê. Chiên trúc là gì? Liên lõi. Mùa liên trâu. Kính thưa quý vị, như vậy là Hữu Đằng đúng đáp án liên tiếp.
Không có liền tiếng một câu mà thôi. Trời ơi, đó. Không, cái này mình phải là mình dẫn bạn xuống mới được. Ôi trời, đi xuống em, lên đi với anh. Không dám đụng vô anh luôn. Bây giờ là gánh nặng là ở anh hết đó. Đằng, em có nghe chị Honey nói về em không? Hú đằng, sao chị? Không có liên tiếp một đáp án. Hú đằng, không có liên tiếp một đáp án. Trả lời sai đâu phải mình anh, đầu trên xóm dưới cũng đôi ba người. Trời ơi. Chị không tin luôn á, chị nắm chắc kèo thua rồi đó đằng. Nhưng mà đó là một cái phim huyền thoại rồi. Tối nay về coi liền cái phim đó nha. Hồi nãy anh trả lời được câu này luôn á. Mà anh Hùng á, thua thì mình còn hiểu tại sao anh thua. Em thua thì chị không hiểu. Thì tại em ngốc nghếch thôi. Trong cuộc sống của tôi đến nay là 40 mà tôi chưa thấy trường hợp nào như này. Có lúc này lúc kia anh ơi. Cái số không trước... ý là cái sự trùng khớp á, hai người đều là ấy như nhau đó. Ngay cả cái súp cua mà cũng trả lời. Đúng rồi. Bây giờ là lượt cuối. Nếu lượt này đạt Long Vinh mà thắng Nego thì đội mình bước vào vòng đặc biệt. Còn như à. Đó, mình phải thắng. Anh tin ở em, Đặng Long Vinh. Ok anh. Hoặc là Huê. Chứ thua là mình thua. Huê là vẫn còn một vòng nữa. Nếu anh thắng là mình Huê với bên đây. Bây giờ là 2-1 rồi đó. Lên, Đặng Long Vinh và Nego. Vậy. Rồi chọn đi, ai lên trước lên sau chọn đi. Dạ thì em nhỏ cho nên em nhường anh. Ok, hai để em lên trước. Đơn okay. Giản vậy thôi hả? Dạ. Lên. Mình đâu có gì để mất đâu. Ráng lên. Thì sắp tới mình có dự án gì không? Tới thì em làm cái phim Thạch Sanh Lý Thanh đó. Làm phần 2. Phần 2, cái đó thì em biết rồi. Với lại Tết này em có ra phim Tết. Tên là phim hài thôi, Mắc Gì Tết. À, Mắc Gì Tết. Thì cũng chúc cho tất cả mọi sự nó sẽ hạnh phúc với em. Thì lát mình không lên được thì mắc gì lên. Bây giờ chúng ta có 2 phút dành cho Nico nhìn như chớp. Đây là một câu đố chữ bà ngoại không kết nối được internet, gọi là gì? Ngoại tuyến. Lên. Câu này là câu dễ luôn. Con cá heo đẻ con hay đẻ trứng? Đẻ con. Lên. Cá heo là động vật có vú ha. Bánh gì mất đuôi dễ ngã? Bánh gì mà bánh câu đối chữ mất đuôi, mình phải hiểu cái đuôi đây là gì. Cái đuôi có cái con chữ đó đó, bánh tét. Mất đuôi là thành bánh, mất đuôi là thành bánh té. Lên. Trời ơi, có ăn có học quá à. Quá trời giỏi. Nghề gì làm chính cũng mang tiếng là phụ? Nghề phụ hồ. Không chính xác. Ủa, có phụ... biện luận không anh, có biện luận không? Đúng rồi, phụ hồ. Biện luận tới luôn. Mời biện luận. Phụ hồ thì phụ hồ cũng là phụ một cái hồ nghề chính, làm chính. Nhưng mà vẫn đúng là rồi hồ. Nhưng mà phụ hồ làm phụ. Đúng rồi, ý là bây giờ ông thợ chính thì cũng là phụ hồ thôi. No. Không hả? Ông thợ chính là ông thợ chính. Còn phụ hồ là các bạn nó phụ cho ông thợ chính. Đưa hồ lên, đưa gạch đá lên gọi là phụ hồ. Ồ. Nghề gì mà Lâm Vi Dạ gặp 2 lần rồi? Gặp 2 mùa rồi. Nghề gì mà em gặp 2 mùa? Có 2 đứa con đó. À, phụ sản. Dạ, yeah, bác sĩ phụ sản. Phụ sản. Trời ơi, khó dạ, vậy. Cái này khó. Câu này khó mà. Tại đâu đi đẻ đâu biết. Với lại chỉ là sản phụ chứ không phải phụ sản. Câu tiếp theo. Hai người ngồi bên bờ sông, một người già thì ngồi câu, còn một người giàu thì làm gì? À, người già ngồi câu thì người giàu ngồi ca. Lên. Quá dễ đối với rapper. Câu tiếp theo dễ hơn. Sinh nhật 80 tuổi gọi là lễ gì? À, lễ mừng thọ. Dĩ nhiên là mừng thọ, mà tên chính xác là lễ gì? À, từ từ. Sinh nhật 80 tuổi là thất tuần. Có chơi chữ không anh hay là hỏi bình thường? Đây là câu hỏi về kiến thức thôi. Sinh nhật 80 tuổi hả? Mừng thọ có gì vậy? Thượng thọ. Thượng thọ. Thượng thọ là chính xác. Lên. Vậy sinh nhật 90 tuổi gọi là lễ gì? Sinh nhật 90 tuổi là lễ quá thọ. Quá thọ là lễ quá thọ. Không, những câu này em làm được. Không biết luôn. Khán giả là biết giơ tay. Lễ hưởng thọ. Lễ hưởng thọ. Cái gì? Hưởng thọ. Không chính xác. Chúng ta có 2 đáp án là 90 tuổi gọi là thượng thượng thọ hoặc là đại thọ. Em ơi, hưởng thọ là đám chứ phải lễ. Giống như Hữu Đằng nói là 90 tuổi là gì thọ nãy? Ông thọ. Quá thọ. Quá thọ. 100 tuổi là rất thọ. 101 tuổi là thọ ghê.
ưng nói gì nói. À, còn mà 120 tuổi là thọ dữ vậy. Câu tiếp theo, vàng như mặt trăng, treo trên vòm lá, da nhẵn mịn màng là quả gì? Vàng như mặt trăng, treo trên vòm lá, da nhẵn mịn màng là quả thị. Lên. Biết trái thị không? Biết chứ. Mặt ngơ ngác vậy. Tấm cám đó. Phải không? Phải tấm cám không? Tấm cám là hả, ngồi lụm mấy cái hạt đậu mà. Còn mà lúc mà cầm trái thị về cái biến ra bà Tiên là phải tấm cám không? Anh ơi, cô thi mà. Sao tra khảo em vậy? Câu tiếp theo, kể hai loại rau mà trong tên có chứa động từ. Hai loại rau tên có chứa động từ. Rau muống, rau diếp cá, rau tầng ô, rau... Rau răm. Răm mới động từ chỗ nào? Quế rồi. Không biết, rau cải, rau diếp. Không chính xác. Câu tiếp theo, đáp án là bó xôi nè. Đọt chạy. Đó là đọt chọi. Đọt chọi à. Bó xôi nó là danh từ. Bó. À, động mình từ bó lại. Rồi xà lách. Xà xong rồi mình lách hả? Qua lách lại á. Trời khó quá. Ủa vậy là cải, cải bẹ xanh cũng được đúng không anh? Cải bẹ xanh là bẹ hả? Cải. Cải, cải, cải nó không được cải. Rồi. Cải là cải. À. Như vậy là Neko, thưa quý vị, mang về 3 đáp án liên tiếp. Chúc mừng. Ba đáp án là cũng dễ bị vượt qua đó chứ không phải là nhiều đâu. Không, mà bộ này khó hơn. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Đạt Long Vinh. Ba đáp án liên tiếp, mình chỉ cần vượt qua số 3 là chiến thắng. Thì quan trọng mình đến với chương trình này là mình đến với mục đích gì? Ví dụ như mình đến vui thì mình vui thôi, mình đến thắng mình phải thắng. Dạ. Yeah. Hồi xưa sao có tên Đạt Long Vinh? Quê em ở Vĩnh Long. 64 Vĩnh Long, mãi đỉnh. Mãi đỉnh. Dạ. Yeah. Long Vinh là Vĩnh Long đó anh. Em với ảnh là sát bên nhà luôn, yeah, chung sớm luôn. Hồi nãy anh nghe đằng sau nói là sau này là học trò của Đạt Long Vinh đó. Đạt là Đạt Long Xuyên. Đạt Long Xuyên. What? Lặng quá. Em đâu vậy? Đâu. Lên đi. Lên đi. Ôi trời. Rồi, bây giờ thì mình bắt đầu ha. Dạ. Kính thưa quý vị, Đạt Long Vinh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu đốt chữ. Bà ngoại không kết nối được Internet gọi là không kết nối Internet được bà ngoại. Ngoại tuyến. Chính xác. Cá heo đẻ con hay đẻ trứng? Dạ, cái heo đẻ con chứ. Chính xác. Lò đó, lò. Đố chữ. Bánh gì mất đuôi dễ ngã? Mất đuôi dễ ngã. Câu này anh trả lời hay. Mất đuôi là... Em có nghe cái này rồi nhưng mà để em nhớ lại. Phân tích đi, mình phân tích đi. Mất đuôi là mất cái gì nha, phải hiểu à. Bánh ú ngã, ngã. Cái nó từ, u ha. Cái đầu. Thế em mất đuôi là gì? Tét. Bánh tét. Chính xác. Mất đây là té. Yeah. Là hiện tại là đang bằng Neko đó. Thắng cái nữa là... Đó, nãy anh rớt rồi nè. Đó. Đố chữ. Nghề gì làm chính cũng mang tiếng là phụ. Dễ lắm, liệt kê ra. Phụ là phụ... Có, phụ liệt sản. Kê. Phụ sản thì nghề là bác sĩ phụ sản. Chính xác. Trời ơi, giỏi. Giỏi lắm. Ta liệt kê, ta đúng luôn từ câu đầu. À, thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Ủa? Anh ơi, lũng sóng chương trình tội nghiệp á. Chưa hả, chưa hả? Chưa, cho chơi. Vâng, chúng tôi cũng kéo thêm một vài giây phút nữa. Đố chữ. Hai người ngồi bên bờ sông, một người già thì ngồi câu, còn một người giàu thì làm gì? Ngồi... Người già thì ngồi câu. Người già ngồi câu, thì người giàu thì ngồi ca thôi vậy. Chính xác. Ồ, không cần 20 triệu luôn á. Ờ. Sinh nhật 80 tuổi gọi là lễ gì? Sinh nhật 80 tuổi lễ độ. Cái gì thọ để em 80. 80 là người ta sống lâu năm là người ta cao tuổi rồi. Cao là thượng thọ. Chính xác. Trời ơi, giỏi anh. Trời ơi, phân tích ra nữa luôn. Và tiếp tục, sinh nhật 90 tuổi gọi là lễ gì?
Nãy bên đây trả lời hưởng thọ đó. 80 là thượng thọ thì trên thượng nó là cái gì trời? Đúng rồi đó. Trên thượng nó là thượng thượng thọ. Chính xác. Trời giỏi hả? Ủa, thượng thượng thọ hả? Đấy sao đại vậy? Tại vì những cái từ nó hay có mà những cái đẹp từ để nó nói về cái sự tắc. Ví dụ như là thượng quý là lên trên thượng quý là gì? Thượng thượng quý. Đại quý. Anh biết. Anh hỏi lộn rồi. Đội thua mà hay hỏi quá. Rồi tiếp tục nha. Yeah. Vàng như mặt trăng, treo trên vòm lá, da nhẵn mịn màng, đố là quả gì? Da nhẵn. Vậy không có trái gì? Nó liên quan tới trăng, quả gì tinh nguyệt rồi, không có quả gì tinh nguyệt hết. Em nghĩ là trái gì màu vàng. Trái gì màu vàng? Màu vàng. Thơm quả... nữa. Quả... quả thị. Chính xác. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hết giờ luôn rồi. Vĩnh Long tự hào về em. Đạch Long Vinh đã đúng đáp án liên tiếp 8 câu. Ngày hôm nay Lâm Vĩ Dạ mang về 9 đáp án. Huế tự hào về Lâm Vĩ Dạ. Dạ vâng. Đạt Long Vinh mang về 8 đáp án. Vĩnh Long tự hào về Đạt Long Vinh. Nhưng mà hôm nay là Dạ với Đạt Long Vinh là rất xuất sắc ha. Một người 8, một người 9. Không có anh là bước điểm làm sao mà cao vậy được. Đây là tôi mặc áo con công chứ mấy con quả. Gặp em lại bấm thêm lần nữa rồi. Tôi năm nay 40 tuổi rồi. Chưa thấy hoàn cảnh này bao giờ. Tôi chưa thấy trường hợp này bao giờ. Cái trường hợp mà vô duyên đều từng vòng vậy. Thôi mời lên. Cái gì vậy? Mình thua thôi, mình vui lên chứ. Thì sợ vui em cười chứ em phước ai mới hưởng thôi. Gì gì mà căng thẳng quá vậy? Sao căng thẳng vậy? Tụi em chỉ căng thẳng với Đằng thôi. Ủa sao mắc là gì em? Tại sao lại là em? Đúng rồi. Anh chơi anh thắng hay thua? Thua. Thắng hay thua? Thua. Em quê. Em quê. Em quê. Đúng rồi. Đúng rồi. Giang ơi. Ừ. Đúng không? Tại sao đổ thừa em được? Thua đúng, thua đúng. Quê mà đổ thừa quê. Đúng rồi. Ủa gì kỳ vậy trời? Thua đi tôi đi hầu. Đúng rồi chứ. Tôi ít chứ tôi cũng quề. Đúng không? Quề. Dù là nấc nào thì tôi vẫn quề với người ta. Đúng không? Còn mấy anh thua mà là lớn tiếng với tôi. Chính xác. Làm sao mà hai người thua một người quề kéo được? Ồ, hoàng rồi, gia rồi. Lỗi là của chúng tôi. Quá à, khủng khiếp thật. Hôm nay là đội mình thật ra là không may mắn thôi. Dạ. Mà không may mắn là gặp có một anh Lâm Hùng thôi. Chứ gặp hai ba anh Lâm Hùng là mình thắng rồi. Thì đội mình cũng dừng lại cuộc chơi. Ở kỳ này mình sẽ dừng lại tại đây. Là không có còn quay nữa anh? Không, mình không con. Lát nữa xong đây mình quay behind the scene. Mình không có được quay behind the scene nữa. Vậy để em báo trợ lý nhã lịch ngày mai. Thì chúng ta sẽ dừng lại với phần thưởng là 15 triệu đồng. Thì đội mình bây giờ nó sẽ có một sự lựa chọn mới ở mùa này. Tiến tới 1 tỷ đồng phải không anh? Không, chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ vào bán kết rồi. Còn vòng đặc biệt thì lát nữa mình thắng thì mình sẽ được tiền thưởng lớn. Nhưng mà mùa này thì ban tổ chức của chúng tôi có một cái sự linh hoạt trong các nội quy. Là chúng ta có thể loại bất kỳ một nhân vật nào trong đội mình. Oh. Nếu mình muốn để mình bước vào vòng đặc biệt cho nó hai cái vai nó đỡ quặn gánh. Rồi có cái quyền là kiểu như là hồi sinh mà... Dớt. Hồi sinh thành viên quê. Thành viên thua khỏi hồi sinh. Thì mình có loại ai không ạ? Trước khi bước vào vòng đặc biệt. Em với Đặng Long Vinh muốn nói chuyện riêng. Giờ sao? Rồi, mà nói chuyện đi. Ba đứa mình nói chuyện đi nè. Không, em với Vinh thôi. Chắc chị thấy cũng nặng lắm. Em nhỏ, em cũng dám hổng nè. Chị xử lý cái vụ này đi chứ, em không biết cái vụ này nha. Vâng, như vậy là loại anh Lâm Hùng. Nói giỡn anh, nói giỡn. Nói giỡn không? Chứ đâu có nỗi lòng nào làm vậy. Thực ra anh cũng quề với người ta chứ anh có thua đâu. Và bây giờ chúng ta cùng đợi Lâm Vĩ Dạ, Lâm Hùng và Đặng Long Vinh bước vào vòng đặc biệt. Sức trái cây lúc Manto,
vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn sẽ trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút thì các bạn có thể nhận được là 80 triệu đồng. Wow. Đây là một trong những câu hỏi khó, cực khó. Để anh xử cho. À, chúng ta sẽ bắt đầu từ Đặng Long Vinh, Lâm Vĩ Dạ và anh Hùng. Chúng ta nên nhớ, chúng ta sẽ từng người đập tay vào cái bục để giành quyền trả lời, nhắc nhau thoải mái. Nhưng mà đừng có giành cái lượt, bởi vì người ta sẽ tính cái lượt trước khi tính cái kết quả chính xác hay không chính xác. Đó là một trong những câu hỏi mà theo Trường Giang nghĩ là rất khó. Rất khó để mang về đã bán khoảng 10, 15 là cũng đã giỏi rồi, chứ đừng nói 20. Trong vòng 60 giây mang về 20 đáp án là tên những cây cầu bắc qua sông hay rạch hay kênh ở thành phố Hồ Chí Minh mà tên có hai chữ. Bắt đầu. Cầu Thủ Thiêm, Bình Lợi, cầu Thiên Nghe, cầu Sài Gòn. Nhắc nhau. Cầu Sài Gòn. Kênh Sáng. Cầu Ba Cẳng. Cầu Ba Son. Kênh Tẻ. Cầu nhắc đi. Băng Kỳ. Băng Kỳ. Cầu Băng Kỳ là nhà đó, em á. Biết rồi. Cầu Nghiêu Lộc. Cái gì? Cầu Nghiêu Lộc. Nghiêu Lộc là gì? Nó đại. Ừ, đại đi, đại đi. Cầu Chư Y. Cầu Chư Y. Cầu Chư U. Đúng rồi. Chư Thiên Đường. Ba chữ. Hai chữ à? Hả? Ủa gì hả? Cầu Quốc nhà anh có cầu gì? Hả? Cầu Lò Gốm. Lò Gốm mà. Lò Gốm hai chữ đúng rồi. Cầu Bà Tàng. Cầu Bà Tàng. Cầu Bà Tàng khu em luôn. Biết. Cầu Thắm Lương. Cầu cầu Ông Lãnh. Cầu Nước Lên. Trời ơi, cầu Nước Lên. Giờ con đập gì nữa? Không, mình bị gấp cái thời gian. Thời gian á, nhiều cầu hai chữ lắm. Được nhiêu em? Được hai mấy cái cầu á? Chưa được 10 đó. Ủa gì hả? Lấy 80 triệu rồi. Thôi mời lên đây nào. Chúng ta rất là khó mang về 20 đáp án mà cái tên cầu hai chữ á. Thời gian nó gấp. Với lại ấy nữa. Dương hả? Hai chữ cái nhị thương đường. Phải biết sao, tưởng nhị là hai. Trong vòng 60 giây, các bạn đã mang về được 15 đáp án chính xác. Quý nhiều chứ. Giống như anh nói không? Dạ. Thằng em nói là 15. 15 là giỏi rồi. Nếu mà hồi nãy mà có thêm một người ở chỗ anh Hùng là cũng được thêm mấy cầu rồi. Dạ đúng rồi, là thêm 5 cây rồi. Bây giờ anh kể thêm mấy cái cầu nè. Cầu Tân Thuận. Cầu... Xin cảm ơn. Như vậy là thêm có một cầu à. Có cầu gì nhiều chứ. Gần nhà anh có cầu gì? Hả? Cầu Đỏ. Cầu Đỏ. Cầu Đỏ bên khu em. Cầu Bình Điền. Ừ. Cầu Bình Chánh. Cầu Bình Tân. À, mỗi quận có cái cầu tên của quận đó ha. Đúng rồi. Bên em không có cầu Phú Nhuận. Bên anh có cầu Công Lý đó. À. Ngay quán anh đó. Thì ra là vậy. Ở quận nào cũng có cầu tên quận đó ha. Không có cầu quận nhất đó. Không có cầu quận tư không có. Em chưa bao giờ nghe. À. Cầu Cam Mét đúng không? Cầu Khánh Hội. Đúng rồi. Trời ơi nhiều. Hai chục rồi đó là đủ lấy 80 triệu vậy. Lành. Mà dù sao thì mình cũng có vé vào bán kết rồi. Đợi mình vào hôm nay nhưng mà không có mang về 80 triệu được. Thì chúng ta sẽ ra về với phần thưởng là 18 triệu đồng. Xin chúc. Thường á có những mùa là thưa quý vị là có những đội là vào tứ kết thì ba người đó, nhưng mà vào bán kết và chung kết thì hai người đó với một người khác. Họ cái lịch trình họ nó không sắp xếp phù hợp với chương trình được thì chúng ta đổi người khác vào đội mình. Sắp tới cái lịch anh sao anh? Lịch anh cũng trống em. Khó. Anh chỉ được. Thì cảm ơn các bạn đến với chương trình và chúc cái việc mà chúng ta chiến thắng ở vòng bán kết nó sẽ khoảng tầm 80-90% cho nó cao. Hôm nay là mình cũng giữ rồi, cũng thắng với Huệ không chứ chưa thua vòng nào. Nhiều khi anh đứng anh vậy có anh vậy giống như nó cái sự may mắn đó em. Chúng tôi cũng thật là xin lỗi quý vị. Anh, em cảm giác như quả nằm đâu trong miệng anh Hùng á. Anh mở miệng cái nó bay ra trong miệng. Thì chương trình chúng tôi là cũng tạo tới, mang tới cho quý vị nhiều kiến thức và nhiều niềm vui. Nếu như hôm nay không có niềm vui nhiều thì mong quý vị bỏ qua cho. Thì cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau.
năm qua, khi xuân vừa hé nhụy thì đời trai vui sương gió. Anh xuôi miền xa bao lần đón bước xuân qua. Em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng. Hay quá. Khi không còn vị trí trong tim anh đó nữa rồi, thì ra đi là cách tốt hơn. Đừng hỏi anh buồn không. Không, không buồn. Đã quên sao lời hứa ngày xưa, một lần yêu man đơn đau suốt cuộc đời. Ngày xưa mình có nhau nay chỉ là niềm đau. Người già đi thương đau vay kiến đời anh thêm một lần đau.